ờ chúng tôi là một nhóm những chủ sở hữu xe subaru và chúng tôi thường xuyên tụ họp để tổ chức các hoạt động cùng nhau các hoạt động của chúng tôi thường làm luôn liên quan tới chiếc subaru và bất cứ nơi nào mà chiếc xe có thể đưa chúng tôi tới